Gần đây, nhiều vụ án giết người cướp của do tác động của ma túy đá đã gây chấn động và hoang mang cho dư luận, mà điển hình là vụ Nguyễn Hữu Chính trong cơn ngáo đá, tưởng người yêu là yêu tinh hút máu, nên Chính vùng dậy, dùng móc áo và dao nhọn sát hại bạn tình. Có thể là chỉ là một cái tác động gì đó, là cơ thể của em khác hoàn toàn đi. Để cái lần vừa rồi cuối cùng đó là cô ấy có một cái biểu hiện cũng là rõ rệt mà em cảm nhận thấy rõ rệt hẳn ra, đó là một con trăn. Một trăn hả? Nghĩa là ở trong cô ấy có biểu hiện một cái con trăn, cái rõ ràng nhất là cái mà em cảm thấy em sợ nhất là, nhưng mà em tuy em sợ nhưng em vẫn phải vững vàng để em có thể là em bình tĩnh, biết là trăn rồi nhưng mà phải bình tĩnh để coi như để đối phó với cả cô đấy. Liên quan đến vụ sát hại bạn gái cắt đứt tay chân trong căn biệt thự ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chính, 34 tuổi, trú tại xã Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên, để điều tra làm rõ tội giết người. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án mà hung thủ sử dụng ma túy đá, loại ma túy có sức tàn phá và hủy hoại cuộc sống của con người. Chỉ tính riêng trong tháng 6 năm 2013 tại Hà Nội và Hải Phòng đã xảy ra nhiều vụ liên quan đến các đối tượng ngáo đá về ma túy đá gây xôn xao dư luận. Ngày 23 tháng 6, Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1966, tạm trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, đưa chị NTH, sinh năm 1991 về nhà trọ chơi. Trong cơn phê ma túy đá, Hùng đã dùng vũ lực ép chị H quan hệ tình dục nhiều lần, bất chấp nạn nhân van xin vì đang mang thai. Sau đó Hùng đã bị khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi hiếp dâm. Ngày 20 tháng 6, sau khi chơi ma túy đá, Mạnh Ngọc Quyên sinh năm 1972, quê ở Thanh Hóa, nghe như có ai nói vọng từ trong đầu muốn tìm Quyên để giết. Hoảng loạn, Quyên xông vào một trường đại học trên quận Cầu Giấy, Hà Nội, tìm nơi cố thủ. Y hò hét đòi đuổi đánh và dọa rút súng bắn bảo vệ. Nhận được tin báo, công an quận Cầu Giấy phải huy động lực lượng đến bắt giữ. Ma túy đá là một loại ma túy kích thích gây nghiện mạnh, kích thích rất mạnh hệ thống thần kinh, làm tăng nhanh tín hiệu về não, cũng như từ não đi. Ma túy đá mạnh hơn tất cả các dạng amphetamine khác. Điều này cho thấy ma túy đá đã khiến cho tình hình trật tự an toàn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng. Người sử dụng ma túy đá khi lên cơn sẽ dẫn tới ảo giác, không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Ma túy đá thì cơ chế là như nhau, nhưng nó cũng gây nên sự hiện tượng lệ thuộc vào thuốc, rồi cũng gây nên sự ham muốn. Nhưng cái khác nhau trong cái gây rối loạn của cái ma túy tổng hợp thì nó mạnh hơn, nó gây tăng cái ảo giác, rất ảo giác của người bệnh. Ví dụ người bệnh có thể tự nhiên là sợ người khác giết mình, là có thể là có những biểu hiện chạy trốn hoặc là đánh lại cái người cộng sự, đánh lại, thậm chí đánh lại kể cả bác sĩ điều trị. Đây là rối loạn về tâm thần lớn hơn nhiều. Và cái rối loạn thứ hai mà chúng ta sẽ gặp, tức là một cái khả năng mất ngủ ghê gớm, mà có thể là phải phối hợp nhiều loại thuốc ngủ, rồi phối hợp cả những phương pháp truyền dịch xoa bấm thì mới có thể là bệnh nhân có thể phục hồi nhanh. Thì đây là hai rối loạn mà quan trọng nhất. Nhưng mà về mặt điều trị thì tôi nghĩ rằng nếu điều trị ma túy đá, ma túy tổng hợp dạng đá thì êm hơn, nếu dùng cái thuốc xem mới là điều trị êm hơn cái nghiện ma túy heroin nhiều. Thì đấy là hai cái khác nhau, nhưng về cơ chế là giống nhau về cái nghiện. Cái tác hại của ma túy đá tức là làm thay đổi ảo giác con người, rối loạn về ảo giác rất lớn. Nó không như heroin, nhưng nó làm cho người ta là có thể là rối loạn về nhận thức. Ra ngoài xã hội có thể là người ta dễ dàng xung đột, kể cả lúc mà không có sự mâu thuẫn nào, nhưng người ta cứ nghĩ rằng đấy là người khác giết mình, thì người ta có thể lao ra để mà đánh đập hoặc là
làm những cái hành vi mà vi phạm pháp luật, thì tôi cho đấy là một cái tác hại mà mạnh nhất của ma túy đá, là gây ảo giác rất lớn, thay đổi ảo giác. Ma túy đá dạng bột có thể hút như thuốc lào, hít qua mũi hoặc đốt cháy bằng giấy bạc và hút như cocaine. Nếu là dạng tinh thể, có thể đun nóng chảy trên một cái thìa, sau đó đưa vào một bơm tiêm và tiêm thẳng vào mạch máu. Nếu đưa qua đường miệng, chỉ cần 15 phút để ma túy đá có tác dụng. Ma túy đá tác động lên thần kinh. Ma túy đá tác động vào trung tâm thần kinh trung ương, làm não tiết ra rất nhiều dopamine, một chất gây cảm giác hưng phấn, tự tin và hạnh phúc. Người sử dụng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, tự tin, yêu đời. Tác hại là kể từ đó, não không tự tiết ra dopamine nữa, và khi đó người nghiện phải dùng thuốc, với liều dùng ngày một tăng. Nếu không, sẽ bị trầm cảm, buồn bã, sợ hãi và lo lắng. Tác dụng gây hưng phấn của ma túy đá rất cao. Ma túy đá có thể làm tiết ra lượng dopamine gấp 15 lần so với bình thường, trong khi cocaine tối đa là gấp 4 lần, làm cho người dùng nó luôn ở trạng thái kích dục mạnh mẽ và hưng phấn trong 3 đến 10 ngày liền, gây mất ngủ liên tục và rất khó chịu với não và toàn cơ thể. Người dùng sẽ bị ảo giác, không biết được mệt mỏi, thức liền liên tục trong thời gian phê và không thèm ăn hàng vài ngày, thậm chí vài tuần. Khi thiếu thuốc, ma túy đá gây ra sự hoảng sợ, lo lắng, ảo giác, nghĩ là có sâu bò dưới da, dẫn đến cào cấu mặt mũi tay chân cho đến khi rách hẳn. Người nghiện sợ ánh sáng, ảo tưởng có người truy sát mình. Do vậy, không ra khỏi nhà, quên cả ăn uống. Sau khi thức 3 đến 7 ngày, người nghiện ngủ liền 3 đến 5 ngày. Sau đó lại phải sử dụng loại ma túy đá mới có thể chịu nổi. Đập đá thì nó khác, bởi vì đập đá nó là chơi tập thể. Thứ nhất nó là tập thể, thứ hai là nó gây ảo giác cho con người lớn hơn heroin. Nói chung là với cơ thể thì nó chỉ là lúc đầu mình mới chơi thì nó mới có những thay đổi thôi. Còn thực ra nếu như sau này thì nó chỉ vì tâm lý thôi, vì nói chung là nó chỉ thay đổi về cái cảm xúc của mình thôi. Cảm xúc của mình nó không kiềm chế được bản thân, đa số là hay bị nóng giận hay là ấy, nói chung vô cớ lắm. Nói chung nó tạo cho mình những ảo giác cái kiểu như là mình chơi xong ma túy mà lúc phê ấy thì mình có những cảm giác, ví dụ như mình gần như là nếu khi mình phê thì mình tưởng tượng ra cái gì thì là nó ra cái đấy. Ví dụ như bạn bè mình nó bảo là mình bước chân xuống sân này chẳng hạn, mà nó bảo là đó là sông thì mình cũng có thể nghĩ đó là sông, mình không dám bước. Đó là khi bị phê, còn nếu như mà bình thường thì hết rồi thì nó lại cũng lại bình thường thôi. Nếu như mà chơi mới, khi mới chơi thì mình không ngủ được trong thời gian 2-3 ngày, mà miệng bị mỏi, nói chung là không ăn được cái gì hết, chỉ uống nước, mới uống sữa linh tinh thôi. Nếu đó là ấy, còn không thì không ăn được cái gì hết. Ma túy đá thì thực ra là không cảm thấy có hưng phấn, nhưng mà lại ảo giác. Còn ma túy này thì thật là thăng hoa, kích động, dễ bị kích động, rất chi là cục tính, tự dưng rất nóng tính, gần như là không ngủ, gần như là không ngủ thế nào. Sức khỏe thì mệt mỏi, thiếu ngủ, vì nó thiếu ngủ nên nó rất chi là mệt mỏi. Nhiều người vẫn nghĩ ma túy đá không phải là ma túy, có thể dừng chơi một thời gian mà không có nhiều biểu hiện phụ thuộc như heroin. Tuy nhiên, trong thực tế, đó là một loại ma túy tổng hợp có sức tàn phá ghê gớm, cần phải tránh xa. Ngay sau khi hút hoặc tiêm ven, người sử dụng cảm thấy bốc, sung hoặc sung sướng tột cùng. Hít hoặc uống cũng tạo ra cảm giác phê nhưng không bốc. Người sử dụng sẽ cảm thấy phê sau khi hút từ 3 đến 5 phút, sau khi uống từ 15 đến 20 phút và tác động kéo dài từ 6 đến 8 tiếng. Tác động về thể chất khi sử dụng methamphetamine cũng tương tự như khi sử dụng các chất kích thích khác. Các tác động này bao gồm cảm thấy khỏe khoắn, lâng lâng, sung sướng, tỉnh táo hơn và tràn đầy sinh lực, tăng ham muốn tình dục, tăng khả năng giao tiếp, không có cảm giác đói, thông thái hơn, tâm trạng tốt hơn, nhịp tim và huyết áp tăng, tăng thân nhiệt,
giãn đồng tử, thở nhanh, khô miệng và khó nuốt. Nếu nặng, có thể gây tình trạng mất nước và sốt cao. Người sử dụng methamphetamine có thể có cảm giác mình vừa là nhà vô địch, siêu nhân, anh hùng, khiến cho họ làm những việc ngoài khả năng thực tế của họ. Khi sử dụng methamphetamine, sử dụng liều cao sẽ gây độc. Sử dụng liều quá cao trong thời gian ngắn gây nên tình trạng ngộ độc methamphetamine. Biểu hiện của tình trạng ngộ độc là cảm giác có sức mạnh phi thường, hung hăng và gây gổ, lú lẫn, hoảng sợ, loạn thần do amphetamine, đột quỵ, nhịp tim nhanh, không đều, tiếng tim yếu, xuất huyết não, sốt rất cao, tử vong nhưng hiếm gặp. Khả năng dung nạp và lệ thuộc. Methamphetamine làm người sử dụng cảm thấy khỏe khoắn, nhiều năng lượng, tỉnh táo, tự tin hơn. Nhưng nếu tiếp tục sử dụng, những cảm giác thoải mái ấy sẽ mất đi và hầu hết người sử dụng cần phải tăng liều để cảm thấy phê. Dưới tác động của thuốc, người sử dụng thường bị kích động và có cảm giác bị trói buộc vào việc phải sử dụng thuốc. Cũng như các chất dạng amphetamine khác, hiện nay chưa có hiểu biết đầy đủ về cơ chế dung nạp của methamphetamine. Đây là một cơ chế phức tạp, không thể giải thích được một cách đơn giản. Mức độ dung nạp khác nhau ở mỗi cá nhân và tùy thuộc vào liều lượng, thời gian sử dụng, tần suất sử dụng và đường dùng. Hậu quả lâu dài. Do tác động của methamphetamine với liều dùng thấp kéo dài, hành vi của người dùng trở nên không dự đoán được. Họ có thể đang rất vui vẻ, hòa đồng và bình tĩnh, rồi lại trở nên giận dữ và kích động ngay sau đó. Việc khó ngủ và không ăn được khiến họ trở nên hết sức mệt mỏi và phải tiếp tục sử dụng methamphetamine để tỉnh táo trở lại. Sử dụng liều methamphetamine cao trong thời gian dài có thể dẫn đến trầm cảm, hoang tưởng, tin vào những điều không có thật, ảo giác, nghe thấy hoặc nhìn thấy những điều không có thật. Nhiều người có hành vi tự hủy hoại bản thân, tự tử hay trở nên cực kỳ nguy hiểm, gây ra những hành vi bạo lực. Không những thế, khi mới dùng ma túy thuốc lắc, con nghiện điên cuồng nhảy múa, điên cuồng quan hệ khiến cho năng lượng trong cơ thể bị giải phóng rất nhiều. Khi năng lượng bị vắt kiệt thì khó có thể cải tạo lại được. Sau một thời gian dài chìm đắm trong ma túy và thuốc lắc, nội tạng của con nghiện sẽ bị tổn thương, suy giảm chức năng nội tiết, làm ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tình dục. Thêm nữa, sau một thời gian ai đó nghiện ngập, ma túy sẽ làm ức chế việc sản xuất ra hormone vùng dưới đồi, làm cơ thể không sản xuất được các testosterone, làm ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa hormone sinh dục. Giải thích về chuyện nhiều con nghiện bị mất khả năng duy trì nòi giống, các bác sĩ chuyên khoa đã cho biết testosterone sản sinh ra tinh trùng khỏe. Khi dùng ma túy sẽ làm cho testosterone bị suy giảm, lượng tinh trùng được sản xuất ra cũng ít và yếu đi, làm ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục của người đàn ông. Vì thế, nghiện ma túy lâu ngày, chuyện vô sinh hoàn toàn có thể xảy ra đối với con nghiện. Không ai có thể lường trước hết được những tác hại của việc chơi ma túy đá. Nó có thể làm suy yếu sức lực, gây ảo giác, dẫn đến chứng rối loạn tâm thần, thậm chí còn dẫn đến vô sinh. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có phác đồ điều trị cho ma túy đá và ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, điều trị cho ma túy đá phức tạp và nan giải hơn heroin. Qua tiếp xúc thì tôi thấy là những người nghiện mà ma túy tổng hợp, ma túy đá thì họ thường nói rằng là họ có những ảo giác và có những cái thần kinh không bình thường. Đấy, và như vậy khi mà cai nghiện cho họ thì họ có những rối loạn về tâm thần. Đấy, và như vậy là khi mà điều trị cai nghiện cho đối tượng này thì chúng tôi thấy là để giúp họ thì bản thân gia đình cũng phải gần gũi động viên chia sẻ để giúp họ như vậy vượt qua những cái vấn đề như ổn định về tâm lý. Đấy, và vấn đề như vậy là ổn định về vấn đề như vậy là tâm thần và giúp họ vượt qua được những vấn đề ổn định về vấn đề giấc ngủ. Thì dần dần họ sẽ như vậy là chữa trị cai nghiện được qua cái vấn đề phác đồ điều trị của các cái căn bệnh mà hiện nay họ đang khó khăn vượt, cần phải có sự giúp đỡ của các chuyên khoa.
Thì theo tôi được biết là hiện nay ấy, là phác đồ điều trị cho ma túy đá thì trên thế giới cũng chưa có. Và vừa qua thì Bộ Y tế Việt Nam có tiến hành một số đề tài nghiên cứu. Trong đó có đề tài CMX là đánh giá khả năng điều trị, chuyển từ hỗ trợ các cơn lên điều trị. Và có giao cho cái Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương Bạch Mai là sẽ nghiên cứu một số cái dạng ma túy đá rồi những cái phương pháp làm giảm thiểu các triệu chứng. Chứ còn thực chất là về các thuốc thì chúng ta cũng chưa có một thuốc. Nhưng mà từ năm 2009 đến giờ, sau khi mà chúng tôi nghiên cứu xong cái cơ chế CMX ở Trung Quốc về, thì chúng tôi cũng thăm dò nghiên cứu vừa phối hợp điều trị cái CMX này ở dạng ma túy nhóm viết và tiến hành nghiên cứu điều trị cho một số bệnh nhân nghiện ma túy đá ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Thì vừa qua là chúng tôi có nhận một bệnh nhân ở theo đường ngoại giao ở Campuchia, thì có điều trị ở đây là 9 tháng. Thì chúng tôi mới cộng được khoảng gần 20 bệnh nhân ở Việt Nam điều trị, thì chúng tôi thấy rằng là cái điều trị mà ở CMX với bệnh nhân nghiện ma túy đá thì rất là êm, nó không nổi các triệu chứng mạnh như là triệu chứng nghiện ma túy nhóm opiát, đặc biệt là cái triệu chứng dị cảm nó sẽ nhẹ hơn, hay là một số triệu chứng khác, nhưng mà nó khó hơn ở cái triệu chứng so với nhóm opiát là nó mất ngủ nhiều và ảo giác nó thay đổi mạnh. Nếu chúng ta không làm tốt cái điều trị gọi là giảm cái triệu chứng ảo giác đi thì rất nguy hiểm đối với tính mạng của người tham gia điều trị. Thậm chí có người ta còn cầm gậy, cầm dao mà để mà dẫn đến mà hành hung những người tham gia cộng sự. Thì đấy là khó, nhưng mà qua 20 bệnh nhân chúng tôi thử nghiệm bằng CMX thì ngày Thái Nguyên vừa rồi là cũng có 3 trường hợp, thì một trường hợp đã khỏi và đi công tác ở Đài Loan lao động. Thế còn một trường hợp nữa thì cũng do mất ngủ thì được đưa ra trạm xá y tế của phường và tiến hành điều trị thì cũng phục hồi và bây giờ rất tốt. Hiện nay là cũng đang tham gia về điều trị duy trì tại nhà và cũng bình thường hóa như là người nghiện ma túy nhóm IS. Thế tôi nghĩ rằng là nếu cái phác đồ CMX này mà chúng tôi tiếp tục nghiên cứu thêm một số lượng lớn hơn và có những tổng kết đầy đủ thì bây giờ sẽ báo cáo Bộ Y tế để mà chúng ta có cái thử nghiệm thăm dò trên diện rộng để mà tổng kết và trở thành phác đồ để điều trị được cái ma túy tổng hợp. Người đàn ông này có một người con lâm vào con đường nghiện ngập. Xấu hổ với bà con láng giềng, nhưng không vì thế, ông ruồng rẫy đứa con của mình. Nhiều lần khuyên bảo, lần nào ông cũng cố gắng động viên con cai nghiện. Tôi thấy rất đau xót, bởi vì trước đây tôi ở trên trường 10 năm. Khi về nhá, tôi sinh ra được là 5 cháu, là tất cả là trưởng thành cả. Đến khi mà con nó như vậy, tôi đầu tư cho nó học hành đến nơi chốn, như cuối cùng đến lớp 12 cái là nó xuống kia là nó giao lưu. Nhưng tôi cũng rất trăn trở và cố gắng, nhưng mà cuối cùng tác động bên ngoài tôi không thể là theo dõi được con. Tôi rất đau lòng, không những tôi mà vấn đề cả gia đình của dòng họ tôi nữa cũng trăn trở, nhưng mà riêng dòng họ là động viên tôi và kể cả xóm làng cũng động viên tôi, an ủi tôi cố gắng làm sao giữ gìn nó. Chúng tôi đã quyết tâm rất nhiều các cái bốn loại, một là như vậy đi là lên là Thái lấy thuốc về và ra 06 lấy thuốc về, nhưng mà ba đợt đều đến ngày thứ ba rồi nó khủng lên. Tuy chưa có phác đồ điều trị nhưng với ma túy đá đã có một số người cai nghiện thành công nhờ vào sự hỗ trợ của thuốc và nghị lực của bản thân mình. Anh Phan Hồng Quân ở xã Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên có thâm niên nghiện đã nhiều năm và nghiện ma túy đá được 2 năm. Do nghiện ma túy nên anh Quân đã đánh mất hạnh phúc của chính mình. Những lúc người khác vui cây quần bên vợ con thì anh Quân lại thui thủi một mình. May nhờ có gia đình và chính quyền địa phương nên Quân đã giác ngộ sau nhiều năm đắm chìm trong ma túy. Với phác đồ điều trị bằng CDMX, sau một tháng điều trị, anh Quân không còn cảm giác thèm đói ma túy nữa. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng nó cũng hứa hẹn một kết quả khả quan hơn.
không chỉ riêng bệnh nhân Quân mà cả những bệnh nhân khác cũng có kết quả điều trị tương đối khả quan. Thực ra bằng thuốc Sinimex này mình cũng cai nhiều bằng nhiều loại thuốc rồi, nhưng nói chung là để mà về Sinimex này thì đợt này mình uống thì những ngày đầu nó cũng như mọi thuốc khác cai thôi, nhưng mà để mà một tuần đổ ra mình hết mệt rồi thì cái độ nhớ mấy ấy thì nó ít hơn. Mình đã nói với gia đình và tất cả mọi người rồi, mình thực hiện đúng 6 tháng. Và hết 6 tháng đó mình còn mong muốn mình còn thực hiện như thế hơn 6-7 tháng nữa hoặc 1 năm nữa. Bởi vì mình qua nhiều lần thì mình biết rồi, 6 tháng cũng chưa thể làm một cái gì hết. Nói chung là nó phải 2-3 năm. Mà 2-3 năm mình cũng phải gìn giữ tốt thì nó mới thoát được. Còn không nếu không... Cái đầu tiên thì em trả lời chị Nguyên là hạnh phúc gia đình thì em đã mất. Và còn gia đình thì thực ra từ ngày mắc nghiện ra là cũng chỉ có thấy đi xuống, chứ làm được cái gì cả. Nói chung là anh em bạn bè thì với em thì cái chuyện xa lánh là ít hơn với người khác. Bởi vì con người em nghiện nhưng mà em chưa bao giờ biết ăn trộm ăn cắp là cái gì hết, cho nên bạn bè vẫn rất là nhiệt tình, vẫn gần gũi, động viên, chia sẻ, nhưng mà cũng thấy cảm thấy nó khó khăn, bỏ quá thật, bỏ nhiều lần lắm rồi. Mà đến giờ phút này thì cũng thấy nó có cái thuốc hỗ trợ đấy, nó dễ chịu, bỏ cảm thấy nó nhẹ nhõm. Không biết là từ giờ về sau rồi thì cố gắng phấn đấu, không biết như nào thì em không biết, không dám hứa trước, nhưng mà trước mắt là như thế. Mấy cái việc hạnh phúc thì vợ thì bỏ thôi, vợ thì tự nó bỏ về, cũng không vấn đề gì cả. Chắc là thấy mình nghiện quá, không thể chịu nổi. Cai bo thì gần như năm nào em cũng cai một lần. Và còn em cai bắt buộc thì em cai tại trung tâm giáo dục dạy nghề Nhị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Được 3 tháng 2 ngày thì em được thả. Và với những cái lần cai đó thì gần như lần nào cũng tái nghiện. Nhưng lần này thì có thuốc thì em không biết, như hiện tại là cũng xích xoát một tháng này, em cảm thấy không có cảm giác nhớ nhung hoặc là thèm khát gì cả. Và cũng ở nhà bình thường như tất cả những người khác, nhưng mà thấy thuốc hỗ trợ rất là tốt. Hôm nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì cái đối tượng nghiện ma túy là trên 5.000 người nghiện. Thì tuy nhiên cái đối tượng mà sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá thì cũng đã có xuất hiện ở Thái Nguyên, có chiều hướng là gia tăng. Và trong quá trình cai nghiện cho người nghiện ma túy thì chúng tôi thấy là cái đối tượng mà đã từng sử dụng ma túy đá thì nó ảnh hưởng đến vấn đề như vậy, là trong quá trình cai nghiện thì nó liên quan đến vấn đề những cái mất ngủ kéo dài. Và cho rằng là trong quá trình cai nghiện, nếu như chúng ta hỗ trợ cho người nghiện ma túy đã từng sử dụng ma túy đá bằng cái an thần, hoặc là giúp họ vượt qua được cái vấn đề ổn định mà tâm lý, cũng như vấn đề như vậy là hỗ trợ họ vấn đề ngủ được, thì công tác cai nghiện cũng sẽ có góp phần trong công tác cai nghiện cho người sử dụng ma túy đá thành công so với các phác đồ cai nghiện thông thường khác. Thực tế hiện nay như vậy, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai cái vấn đề điều trị cho nghiện ma túy bằng cái phác đồ điều trị bằng thuốc Sinimex. Tôi thấy là nếu như vấn đề điều trị phác đồ Sinimex mà gia đình hỗ trợ, rồi có sự hỗ trợ của các y bác sĩ mà giúp cho nghiện ma túy sử dụng ma túy đá bằng các vấn đề an thần và giấc ngủ, thì cái công tác cai nghiện cũng sẽ giảm hơn và hiệu quả tốt hơn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì đang điều trị cái phác đồ bằng thuốc Sinimex. Chúng tôi có sử dụng điều trị cho tất cả những người bệnh nghiện ma túy nói chung. Và hiện nay có cái tỷ lệ cũng không nhỏ, những các em đã từng sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá đang được tham gia điều trị bằng thuốc Sinimex. Và tôi thấy là khả quan của vấn đề điều trị nói chung bằng thuốc Sinimex cho những em như vậy sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá cũng có kết quả bước đầu là như vậy, là có kết quả đáng khích lệ. Như vậy là giúp cho vấn đề công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, thì chúng tôi đang đẩy mạnh về công tác tư vấn và công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như toàn dân hiểu một cách đầy đủ về nghiện ma túy là một căn bệnh, cần phải có sự hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời cho các em để các em chữa như vậy người nghiện để chữa bệnh cho bản thân chính mình và gia đình mình, như vậy là vượt qua được căn bệnh nghiện này. Những kết quả điều trị trên cho những bệnh nhân nghiện ma túy tổng hợp đã cho thấy với loại ma túy này điều trị khó khăn và lâu dài hơn heroin, tuy nhiên nó cũng hứa hẹn những kết quả tích cực. Đây chính là tiền đề để các nhà nghiên cứu mở rộng và đi sâu nghiên cứu cho ra đời những loại thuốc đặc trị cho căn bệnh này. Về mặt sử dụng Sinimex thì theo cái quyết định 255 Văn phòng Chính phủ và Giám đốc xã ngày 14 thì Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phúc đã có quyết định là cho phép mở rộng Sinimex ra cộng đồng.
ngoài Thái Nguyên và một số tỉnh. Thứ hai là trong cái đổi mới công tác đề án cai nghiện số 2596 QĐ-TTg ngày 27/12 thì nhà nước, chính phủ cũng đưa ra một cái hướng dẫn là đưa CMX vào đổi mới đề án công tác cai nghiện cùng với methadone, là hai cái, một cái là thay thế, một cái điều trị. Thì cái này là chúng ta cũng đang mở rộng ra cái khả năng tiếp cận, nhưng vì nghiện ma túy là một căn bệnh đặc thù cho nên là không thể bán tự do trên thị trường được, chắc chắn là chúng tôi sẽ không được bán tự do. Thì hiện nay là có một số thông tin giao trên trang web rồi trang báo hay là một số truyền miệng là bán tự do ở số nơi tư vấn, thì tôi cho đấy là không hợp pháp. Bởi viện tôi không bán ra ngoài, thuốc này chỉ được phân phối theo con đường tới các trung tâm cai nghiện và tới các địa phương thông qua hợp đồng ký kết và được điều trị theo một quy trình rất chặt chẽ, như là phải có sự phối hợp của gia đình bệnh nhân này, bệnh nhân rồi cơ quan đoàn thể cùng với tư vấn đầy đủ và thì mới có thể điều trị thành công được. Cho nên đây không phải là căn bệnh nhiễm khuẩn, như nhiễm khuẩn thì người ta có thể kê đơn cho nhà uống tự do được, nhưng đây là căn bệnh mà cần có sự phối hợp cả ba yếu tố. Cho nên chắc chắn tôi cũng có một lời nhắn nhủ là những người có nhu cầu dùng CMX có thể đến các tỉnh, các địa phương, các trung tâm mà đã có sử dụng CMX, hoặc có thể là đến viện chúng tôi trực tiếp để mà tư vấn hướng dẫn thì có thể thành công được. Số liệu nghiên cứu cho thấy có tới 72% người sử dụng ma túy tổng hợp là giới trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 30, độ tuổi trên 30 chiếm 26%, riêng độ tuổi dưới 18 ở mức 2%, nhưng lại có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp các em bị kẻ xấu dụ dỗ đi hít ma túy rồi nghiện lúc nào chẳng hay biết. Trên thế giới hiện nay có khoảng 250 triệu người nghiện ma túy. Còn ở Việt Nam có xấp xỉ khoảng 170.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Từ việc nghiện ma túy dẫn đến giết người, cướp của để có tiền sử dụng ma túy là khoảng cách rất ngắn. Chính vì vậy, mỗi gia đình, nhà trường và xã hội phải có biện pháp mạnh để ngăn chặn nạn lây lan cái chết trắng.